Xin kính chào quý khán thính giả của Đài Liên Lạc Sài Gòn TV. Hôm nay tôi được hân hạnh tới đây để thư chuyện cùng tất cả quý khán thính giả của Liên Lạc Sài Gòn TV. Và ngày hôm nay là ngày đầu, thứ hai đầu tiên của tháng trong mùa lễ tạ ơn. Tôi cũng xin mượn cái thời gian này để tạ ơn cách riêng cho những người có tâm bệnh. Những người đó là những người đáng được tạ ơn, là bởi vì họ đã có một số rất đông người Việt chúng ta ở trong cộng đồng này đã hợp tác với các bác sĩ tâm y, các chuyên môn, các nhà chuyên môn về tâm lý, xã hội học để giúp cho họ không có bị bệnh, trở bệnh nặng hơn và tiếp tục hợp tác với lại tất cả các bác sĩ cũng như những nhà chuyên môn về tâm bệnh. Những người đó tôi hy vọng rằng họ sẽ tiếp tục ra sinh hoạt ở ngoài cộng đồng. Và trước khi ra sinh hoạt ở ngoài cộng đồng, họ cần có được lễ tạ ơn này, là cái lễ để mà gọi là nối kết lại gia đình với nhau, những thành phần khác nhau trong gia đình. Chúng ta cần được nói lên, được có lòng biết ơn trong khi chung sống với nhau, từ gia đình ra ngoài xã hội. Tất cả những người Việt của chúng ta chẳng may có tâm bệnh, họ không ít thì nhiều đã có những cái khó khăn trong cuộc sống về thể lý cũng như về tâm não. Họ cần được sự giúp đỡ và họ đã có can đảm để vượt qua tất cả những thử thách cũng như là những thiên kiến không tốt đẹp dành cho họ. Họ đã hợp tác và họ đã có can đảm đi tới những bệnh xá ở ngoài cộng đồng, đi đến những nhà thương. Họ đã làm những điều tốt đẹp cho chính đời họ, cho chính gia đình họ và cho tất cả những người nhìn lên họ có can đảm để mà nói lên rằng chúng tôi cũng muốn sống cuộc sống tốt đẹp về cả thể chất lẫn tâm não. Thưa quý vị, những người có tâm bệnh, nhất là những tâm bệnh nặng mà chúng tôi đã đề cập với quý vị trong những lần thư chuyện trên truyền hình, trong những lần trước, những người đó đang tuổi phát triển tốt đẹp, đang có những ước mơ để đóng góp cho xã hội, cho gia đình, cho chính cuộc sống của mình, thì họ vấp phải những thử thách lớn lao mà những cuộc nghiên cứu, những tìm tòi và những phát minh về y khoa đã mang đến cho họ một sự hy vọng, và họ đã tiếp tay với những người chữa trị cho tâm bệnh của họ. Thưa quý vị, ngày hôm nay tôi đến đây để vinh danh họ, để cảm ơn họ, bởi vì họ là một chứng nhân sống cho tất cả những người mà cảm thấy rằng mình có những chao đảo về tâm não. Hãy đi gặp những bác sĩ và những nhà chuyên môn chữa trị cho chính mình trước khi nó trở nặng hơn. Bởi vì trong những buổi nói chuyện với quý vị thì chúng ta đã thấy rằng là đến 1/4, tức là 20-25% những người sống ở trên nước Mỹ này đều có một dạng tâm bệnh nào đó. Và kính thưa quý vị, những căng thẳng của đời sống không ai là không có, từ những trẻ em mới sinh cho đến các vị lớn tuổi, tất cả đều không ít thì nhiều có những tâm bệnh, có những dạng tâm bệnh khác nhau. Vì thế, những người có tâm bệnh đang được chữa trị ở ngoài cộng đồng
tôi cảm thấy cần một phần thứ nhất là cảm ơn, phần thứ hai là mình có thể vinh danh họ bởi vì họ đã có can đảm để vượt qua những thử thách đó. Vì thế cho nên đối với những anh em có tâm bệnh thì tôi mong rằng nếu các anh em đang coi chương trình Việt View sức khỏe tâm lý gia đình và cộng đồng, khi các anh em đã cảm thấy được quân bằng nhờ những sự uống thuốc, những sự trao đổi về những cái điều xảy ra trong cơ thể của mình khi uống thuốc với các bác sĩ chuyên môn, các bạn khi sinh hoạt ở ngoài cộng đồng, các bạn hãy nói lên cho những người cùng lứa tuổi với các bạn rằng các bạn đang sống một cuộc sống trở lại bình thường, tốt đẹp, và đang sinh hoạt và đang giúp đỡ gia đình và làm cho gia đình cũng như mọi người trong cộng đồng được vui vẻ hơn khi nói chuyện với các bạn và sẵn sàng giúp các bạn hơn. Rồi các bạn cũng sẵn sàng giúp những người khác đang gặp những trở ngại về tâm bệnh. Quý vị đã thấy ở trong chương trình của chúng tôi đã có những cuộc phỏng vấn những người anh em có tâm bệnh. Bây giờ đa số họ đều lắng nghe, giúp đỡ cho cha mẹ anh chị em của mình. Họ đóng góp mặc dù không được như là chúng ta, nhưng họ đóng góp theo sức của họ. Đó là điều đáng quý. Họ uống thuốc, họ cố gắng học hỏi những phương pháp sống tốt đẹp cho tâm não của họ. Họ tham dự những buổi sinh hoạt với sự hỗ trợ của người thân. Những buổi sinh hoạt như quý vị đã thấy, họ tham gia những việc công quả ở chùa, ở nhà thờ, ở đền thánh. Họ đi sinh hoạt ở những trung tâm giải trí dành cho những người có tâm bệnh, hoặc là ở những nơi dành riêng cho những người mà muốn học lại những điều gì mà họ đã học từ trước, ở những nhà trường hoặc là ở ngay những trung tâm sinh hoạt. Kính thưa quý vị, điều đó cho thấy rằng cộng đồng chúng ta đang phát triển về mặt hỗ trợ cho những người có tâm bệnh. Vì như thế họ mới dám đi ra ngoài cộng đồng, họ mới dám tham gia các sinh hoạt. Và khi sinh hoạt, các bác sĩ, các nhà chuyên lý, các nhà chuyên môn về tâm lý cũng như chuyên môn về xã hội đều giúp cho họ rằng họ cần dùng cái óc phán đoán của họ một cách tốt đẹp để họ tránh xa những cái gì làm hại cho họ, để làm cho tâm não của họ bị xáo động hơn. Họ chắc chắn cũng nhớ rằng họ cần phải học hỏi thêm rất nhiều. Họ cần học hỏi và thực hiện những điều tích cực, những sinh hoạt tốt lành cho sức khỏe tâm não của họ. Và kính thưa quý vị, chúng tôi, riêng tôi sẽ không thể nào quên được những người anh em có tâm bệnh đã đến gặp tôi, và có những người đã được trở lại tốt đẹp bình thường, có những kỹ sư trở lại làm việc. Tôi còn nhớ mãi những kỹ sư công chánh đã trở lại làm việc, những người mà đã gọi là không trở lại làm việc được nhưng họ vẫn có một cuộc sống an lành theo sự chấp nhận và tốt đẹp riêng của họ. Những người anh em đó vẫn còn liên lạc với chúng tôi, và thường thường khi họ trở thành yên lành hơn thì chúng tôi
giới thiệu họ ra ngoài cộng đồng và gặp những bác sĩ tư ở ngoài cộng đồng. Và thưa quý vị, đó là những tiến triển của họ, mặc dù chậm hoặc là ít, nhưng là điều đáng quý. Và đó là những điều mà chúng tôi vẫn luôn luôn nối kết với tất cả những người chúng tôi đã gặp. Xin cảm ơn quý vị. Xin quý vị đừng rời máy. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau phần quảng cáo của những nhà bảo trợ cho chương trình.